Xin chào mọi người, mình là Chim Sói. Nào mọi người ơi, chúng ta hãy cùng nhau react TikTok. Ôi cái này mình hào hứng lắm. Mình vừa có thể xem cùng mọi người nè, mình vừa biết được trend TikTok hiện tại, mình được ngắm trend xinh gái đẹp nè. Và nếu có sở thích đó giống mình thì hãy like, subscribe kênh Việt Nam Produce 101 nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi một cái trend mà rất nhiều người phản ánh, đó là trend Hà Nội Xị. Ôi mọi người ơi, và quay luôn đi, đừng có nói dài dòng nữa. Mình nói dài dòng như ai nói. Hãy cùng nhau nghe nào, cùng nhau xem nào. Go. Trèo lưu biến hình Hà Nội xịn, các anh chàng ngông nghênh. Ủa biến hình đó, có biến hình đó. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn ta sáng chiều chiều tối được phát ra lên. Thời 2000 năm đều vì nào, 1000 hay thằng có thêm được cho mình một. Mình với bạn này thì đã từng coi video có bạn này rồi. Thực ra là trước khi coi này là mình chưa từng nghe bài này đâu, mà mình nghe là mình biết nhận ra giọng của LK. Ôi bị chậm nhịp. Bọn ta luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi. Nghe các bạn là thấy ngông nghênh rồi ha. Coi video là thấy ngông nghênh luôn á. Nhà bọn ta sáng chiều chiều tối được phát ra lên. Nghe nhạc cuốn đấy chứ. Vậy mà mình thấy nhiều người phản nàn về cái trend này chứ. Quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn ta sáng chiều chiều tối được phát ra lên. Cổ tao thời 2000 năm đều vì nào, 1000 hay. Ô bà này bị rời ở nhà của đoạn sau. Và nếu mày muốn đưa bọn xem biến hình sẽ thì như nào. Rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Trông rất chill quá. Mà ngông nghênh không biết như nào. Không thay đổi lắm. Ồ, vương miện luôn. Ồ, vương miện với cái này không hợp lắm. Ồ, bản remix hả? Bị không khớp nhạc rồi. Lùi lại một xíu là sẽ khớp. Đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn tao sáng chiều chiều tối được phát ra lên. Ở bạn này không có đoạn dạo đâu. Quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn tao được mình thuộc rồi. Được, ngông đấy. Có cái hình xăm đen đâu. Nhiều người sao hình xăm đen quá. Bọn tao luôn ở đẳng cấp khác, và nếu mày muốn đưa bọn. Nhìn cái background là biết là dân TikTok rồi ha. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Thế đoạn ra đầu dài quá. Gì vậy?
tùng tâm. Ủa với cái background đó nè. Đưa bọn mày quay ngược. Nhưng mà đây là bạn này bé hơn đúng không? Nhưng mà nhìn mặt vẫn giống cái bạn đó. Giống là bị thu nhỏ lại ấy. Cái cách biến hình cũng giống nữa. Chắc là hai anh em nè, hai anh em đó. Đầu tư quá, bạn này đầu tư. Cho mình một cốc trà đá, khi cần xa vẫn còn xa lạ. Bọn ta luôn ở đẳng cấp cao. Ê, sao cái mặt giống Subin vậy? Đưa bọn mày quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Mặt giống. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra lên. Thời 20 năm đều vì nào. 1.000 anh thằng gọi thêm. Đây không có biến hình gì hết. Ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Này một bạn mà rất chiêu. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Nhà bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra lên. Ghê. Ê cái mặt về lai quá. Xinh quá. Quay ngược thời gian rồi kéo mày xuống. Ừ. Hà Nội chính là nơi mà bọn tao được sinh ra. Đúng rồi. Nhà bọn tao sáng trưa chiều tối được phát ra lên. Ê, mấy bạn này sáng tạo quá, làm TikTok sáng tạo quá, hết rồi. Ok. Wow, outro tuyệt vời, chưa bao giờ outro làm tôi thất vọng. Đó, nếu mà cái trào lưu này kết hợp với lại biến hình thì đúng là hay đó mọi người ơi. Thì sao mọi người lại mấy người bạn trên Facebook của mình lại ác cảm với trò lưu này nhỉ? Lưu này hay mà, nhạc cũng hay đó, nhạc rất là đúng như cái từ mà bạn này bạn xài là gì, ngông nghênh á, nhà lụi xị người ta tế đó. Ôi mọi người ơi, nếu thích và muốn tiếp tục xem những video đó hãy lên Việt Nam Produce 101 nhé. Còn mọi người muốn coi react chung với mình thì hãy like và subscribe cho mình nhé. Cảm ơn mọi người. Tạm biệt.